Hùng đi du anh, vừa đi vừa alo nhá. Để alo thử đi. Alo 1 2. Alo 1 2 3 4 5 6. 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 Vâng, xin chào toàn thể các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em Hải sẽ lên sóng một clip để review và giới thiệu đến toàn thể bác và anh em một bộ micro không dây hàng nhập khẩu chính hãng mang thương hiệu của DB Audix. Đây là một bộ mic mà có rất nhiều tính năng hay như là có chế độ sóng xa, sóng gần, tiết kiệm pin và có thể đấu nối được hai đường mic riêng biệt và có tích hợp là 4 vỉ sóng cho sóng cực kỳ khỏe và tốt, bắt sóng rất là khỏe trong không gian trên 100m², phù hợp cho các bác nào đang cần tham khảo một bộ micro không dây tham gia phối ghép vào bộ dàn sự kiện. Thì đây là bộ mic DB Audix có model là DB750 Plus. Thì đây là một mic mà rất là phù hợp cho các bác phối ghép bộ dàn cao cấp hoặc là những phòng hát KTV sóng kém này, hay là những bộ dàn sự kiện yêu cầu những bộ mic sóng khỏe và tốt. Thì bộ mic 750 Plus này thì sóng cực kỳ tốt các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu các bác về sản phẩm này. Đây, bên ngoài bao bì sẽ có thương hiệu và logo sản phẩm DB Audix DB750 Plus, sản xuất theo dây chuyền và công nghệ của USA. Phụ kiện đi kèm thì sẽ có hai tay chống lăn, một dây nguồn adapter và một dây kết nối 6 ly. Các bác đấu súng mixer thì có thể là đấu canon riêng. Đây là 4 dâu sóng này. Thế là 4 dâu sóng bắt sóng cực kỳ khỏe, tốt. Và nhà máy sẽ tặng khách hàng 4 quả pin để các bác có thể test được chất mic của bộ mic này. Tay mic cầm rất là đầm các bác nhá, cầm vừa tay này, đầm. Cảm giác mà cầm chiếc mic này vào thì nó cộng thêm 99% sự tự tin khi chúng ta hát đuôi chuột. Ở đây là khi có pin vào, có đèn đây, rất là đẹp. Mic sự kiện. Chóp mic được thiết kế là sơn phủ lớp trắng nano chống nước, chống rỉ. DB Audix. Thân mic thì được sơn màu đen và sơn này là nước sơn nano. Sơn nano là chống xước, chống rỉ thì đây, có thể cạo thoải mái, sẽ không lo bị xước và cũng sẽ không lo bị bắt vân tay. Tay em rất là ướt này, cầm vào sẽ không bắt vân tay không nhá. Mà cực kỳ khó xước luôn với cái lớp sơn nano này. Thân mic được thiết kế là bằng nhôm. Lắp pin. Các bác muốn lắp pin thì các bác nhấn vào đây, gảy này ra. Thiết kế rất hiện đại đúng không ạ? Nút nguồn, màn hình hiển thị thông số của tay mic. Cầm rất là đẹp, đầm tay, mic đuôi chuột. Chất âm các bác cộng 99% sự tự tin khi hát karaoke. Và đây là phần đầu thu của bộ mic này. Thiết kế là màu đen, dễ phối ghép với các bộ dàn. Hai bên là hai tay sách nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn, tăng thêm độ sang trọng của bộ mic và cảm giác rất là khỏe khoắn. Màn hình phía trước là mặt phía trước là thiết kế là phay nhôm nguyên khối và một thiết kế là một màn hình mica bóng hiển thị. Đây sẽ có hai màn hình này, hiển thị tần số thông số của VA và VB.
Ngoài những tính năng như là sóng xa, sóng gần, tiết kiệm pin, sóng khỏe, thì bộ mic này còn có tính năng đó chính là bắt sóng sạch, dò sóng sạch ở tại không gian đó. Tùy theo mỗi không gian sẽ là một tần số sạch, sóng sạch khác nhau. Thì đây, bộ mic này sẽ có dò sóng sạch này, RF, IF, cường độ tín hiệu. Ở mặt trên thì dập khuôn trực tiếp logo thương hiệu của nhà hãng DB Autic R Professional. Đây, một tem của nhà hãng chống hàng nhái, hàng giả. Ta có thể quét mã QR hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp để kích hoạt bảo hành cũng như là kiểm tra chất lượng của sản phẩm. Phía sau thì tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra sẽ có là hai kiểu cắm, một kiểu cắm 6 ly và một kiểu cắm là Canon dành cho các bác và anh em đấu hai đường mic riêng biệt để cắm hai cổng Canon rồi nhé. Và bốn dâu sóng, cường độ sóng rất là tốt. Và mic này thì bên Hiếu Minh đã bán rất nhiều rồi và em cũng đã test thử chất cường độ sóng của bộ mic này, đi khoảng hơn 100m sóng rất là khỏe, rất là tốt cũng nhé. Yên tâm về độ sóng của sản phẩm này. Các bác nào đang tham khảo một bộ mic chất lượng để phối ghép với những bộ dàn sự kiện yêu cầu sóng khỏe thì đây là một bộ mic mà đáng để các bác và anh em tham khảo. Bây giờ thì em sẽ cắm sản phẩm này lên bộ dàn để cũng như là test chất mic của sản phẩm này và cũng như là test thử cường độ sóng bắt xa của bộ mic DB750 của đất này. Xin mời các bác cùng theo dõi. Và bây giờ thì em đã đấu trên chiếc mic này trên bộ dàn và bây giờ thì em sẽ test thử tầm sóng của bộ mic này nhá. Ở đây là bạn Hùng. Bây giờ Hùng đi giúp anh, vừa đi vừa alo nhá. Để alo thử đi. Alo, alo, 1, 2. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 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 Alo, khá là xa rồi nhá, khoảng tầm 40 mét rồi, 50 mét rồi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, rất là xa nhá, khoảng hơn 100 mét rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất là xa rồi, khoảng hơn 100 mét rồi các bác nhá. 6. Ok, ok. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ok. Các bác có thể thấy là sóng rất là khỏe, rất là tốt. Bạn Hùng đã đi hơn 100 mét và sóng rất là tốt. Có thể thấy là bộ mic này thì cực kỳ phù hợp cho anh em làm sự kiện. Đây là một bộ mic sự kiện của nhà hãng DB Autic. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng trải nghiệm chất âm của bộ mic DB750 Plus này. Đã lâu rồi từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã mang thương đau. Ta ơi tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không tròn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn yêu kéo cũng chẳng để làm gì.
Thử đánh giá về cái mic này đi. Tiếng mic rất là sáng, trong tiếng và rất là khỏe. Sống khỏe đúng không? Đúng. Nay vừa đi có mỏi chân không? Đi hơn 100 mét để thử mic khổ. Thì hôm nay lên một clip để thông báo đến toàn thể các bác, đó chính là Hiếu Minh Audio đã về bộ mic sự kiện DB750 Plus. Các bác có nhu cầu về sản phẩm trên có thể liên hệ qua Hiếu Minh với các số điện thoại online. Cơ sở mắc của số online là 0919182233 và 0869997239. Cơ sở Sài Gòn của số online là 0982352313. Và hiện tại thì Hiếu Minh Audio đang có hai cơ sở bán lẻ, trụ sở ngoài Bắc có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, trụ sở Sài Gòn có địa chỉ tại 48B Nguyễn Xá, Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe An Sương khoảng 500 đến 700 mét. Bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.